Trong khi đó, giới chức Ukraine cho biết giao tranh giữa quân đội Ukraine và Nga vẫn diễn ra rất ác liệt dọc toàn bộ các chiến tuyến. Theo hãng tin TASS, lực lượng phòng không Ukraine đã phát hiện một nhóm lớn các thiết bị không người lái của Nga đang tiến về phía cảng Izmail, một cửa ngõ xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Kiev. Trước đó, Ukraine cho biết một loạt tên lửa của Nga nã xuống các khu vực ở miền Tây nằm cách xa chiến tuyến. Tại thành phố Lviv, hệ thống phòng thủ của Ukraine chỉ chặn được một trong 6 tên lửa của Nga, khiến 19 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại. Về phía Nga, Moscow tuyên bố đã tiêu diệt các đồn chỉ huy phòng không và chiến tranh điện tử của Ukraine ở Donetsk và các kho đạn của Kiev ở khu vực Zaporizhia tại phía nam.